thì để mình kể cho mấy bạn nghe một câu chuyện lúc mình đi học vào mỗi thứ hai hàng tuần. Đó là mình đã gặp hai tiết văn. Xin chào các bạn, mình là Bính đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục chơi cái con game Play Together nha các bạn. Thì lần này mình sẽ đi cày sự kiện mới ra của game. Đó chính là đây, sự kiện chuyện ma học đường. Do sắp tới chuẩn bị đi học lại rồi, mới nghỉ hè chưa được bao lâu đấy, cho nên là game nó mới kiểu lấy ý tưởng như này. Rồi, còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Đây, và đây là cái chỗ của chúng ta. Cái trường gì đâu mà sao để mới nghỉ hè có một xí mà sao nó cũ nát như ta, nó xuống cấp dữ kìa. Trời ơi, cây mọc đầy luôn rồi. Đứa nào đây? Sao con biết của mình nó thúi vậy? Đây, và đây là NPC trong sự kiện của chúng ta. 500. Ở khoan, này tâm. Thôi mình gọi nó 500 cũng được. Sao con này nó cứ bóp cổ vậy ta? Rồi thôi kệ đây, bây giờ mình sẽ đi vô trong bên trong có gì nha. Ui trời ơi, sao trường vậy Mono mà sao nó cũ như vậy ta? Cái này nó giống như là trường mình khi mà còn trong trường và sau khi ra trường kiểu. Mình vừa bị ma cắn và nó đá mình ra khỏi này luôn. Đâu mất rồi, bị ai lấy mất rồi? À, Nhật Khang 6616 đến đúng lúc lắm. Dụng cụ tâm linh bị mất rồi, bây giờ bạn đi tìm giúp mình được không? Ok. Ủa? Ui, hồi nãy nó nằm ở trước mặt nó luôn mà nó không lấy, nó bắt mình lấy. Xin lỗi mấy bạn, mình quen tay. Tại vì mình hay coi quảng cáo. Không sao mấy bạn à, sức mạnh của quảng cáo nó ghê gớm lắm. Đó, nhân ba liền. Đây là tiếp tục là NPC sự kiện của chúng ta. Đó là Duệ Mẫn. Đây mấy bạn coi, ở một cái ngôi trường cũ như này người ta bị ma cắn mà con này nó kiểu ồ, lại có nguồn năng lượng xấu giúp tôi với Nhật Kiên 6616. Nước thánh có thể thanh tẩy hồn ma nằm ở trong trường. Á, hồn ma xấu ra đã đuổi đến đằng kia kìa. Mau chạy trốn đi. Hãy tìm nước thánh. Trời ơi, chơi mà chơi cam vậy là nó cam ngay cái chỗ đó luôn. Ôi sao giờ không vô được nó luôn rồi. Có vẻ như là mình bị dính lỗi game rồi mấy bạn à. Hết vô được luôn. Mình mới vô game lại mấy bạn à. Đây, giờ mới vô được nè. Phải thoát ra vô lại. Chắc là do trước giờ mình hay bút quá cái kiểu rồi, giờ game nó bút lại mình luôn mấy bạn à. Hên quá. Tính ra là lần này là mình đi nói chuyện với mấy cái hồn ma thôi mấy bạn à, chứ mình không có làm cái nhiệm vụ đi tìm cái lọ thuốc gì nữa. Và mình lại tiếp tục coi quảng cáo nữa bạn à. Tại vì sức mạnh của quảng cáo nó ghê gớm lắm. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ lại tiếp tục làm nhiệm vụ của Dễ Mẫn này nha mấy bạn. Và nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm 5 cái miếng gì ấy. Chắc là kim cương trong Minecraft. Và chúng ta lại coi quảng cáo. Trời ơi, đang Play Together tự nhiên chuyển sang Minecraft luôn rồi. Rồi lần này chúng ta sẽ làm nhiệm vụ của con tiểu quỷ. Trứng rán. Thấy gì chưa? Trong túi mình có rất là nhiều cái, tại vì mấy bạn biết sao mình có nhiều như này là tại vì do mình coi quảng cáo á, cho nên là coi quảng cáo nó cũng có cái hay của nó. Lại tiếp tục coi quảng cáo thôi. Để xem nào, bây giờ chúng ta sẽ làm nhiệm vụ của một hồn ma khác nữa, có tên là Linh Thư. Ôi trời ơi, còn đang nghỉ hè chưa được đã mà lại bắt đi học nữa mấy bạn à. Thank you.
mình cứ để AFK vậy thôi. Trời ơi, cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Thì hãy nhớ nhấn nút like, share và đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình, để mình có thêm động lực làm nhiều video mới. Còn bây giờ thì bye bye.